tại Ukraine đã có một cái vụ rớt máy bay trong ngày hôm nay. Và cái vụ mà rớt phi cơ này nó đã làm cho ít nhất là 5 người thiệt mạng. Đúng rồi, thưa quý vị, là cái này thì mới đây thôi, thành ra chúng tôi đang theo dõi. Và cái hãng máy bay này cho biết là cái bộ về cấp cứu đó, và trong cái cuộc phiên đoàn tới 7 người và cũng như là hàng hóa, nhưng mà chưa rõ là chở cái gì, cái phi cơ này chưa rõ chở cái gì, và chỉ biết là hàng hóa về, đây là một máy bay về quân sự, tức là có thể là chở đồ quân sự, và định đi cái Lviv đó là một cái tỉnh ở bên Ukraine. Nhưng mà thường thường thì chúng tôi nhìn ở đây thì những cái máy bay mà 4 động cơ, người ta nói mà thường thường do Soviet chế tạo đó, thì gần đây mà cho những cái nước lân cận mà hay mua lại đó thì nó hay bị rớt lắm. Chúng ta để ý những bản tin rất nhiều cái phi cơ, cho nên cái về cái an toàn hàng không đó, cái ngành an toàn hàng không hình như bên Nga cũng còn nhiều khuyết điểm lắm, cho nên gần đây những cái phi cơ mà của những nước chung quanh Đông Âu chẳng, chúng tôi thấy những vụ tai nạn đó, hầu hết là máy bay của Nga. Dù somehow thì mình thấy rõ ràng là cái kỹ thuật của hàng không của bên Nga phải coi lại. Chứ còn dù sao thì bên Hoa Kỳ mình cũng có xảy ra, nhưng mà nó ít thôi. Còn tôi thấy nhiều cái máy bay, những cái tai nạn thì thường thường là cứ là những cái máy bay cũ của Nga mà những cái nước này mua lại xài. Tuy nhiên cái vấn đề đó nó cũng có một cái yếu điểm như vậy đó. Thì quý vị cũng thấy trong cái hình ảnh mà chúng tôi đang gửi tới quý vị, đó là những cái hình ảnh người ta đang tới để cứu nạn cho cái phi cơ nó vừa bị rớt. Thực ra nó không, cái nguyên nhân nó rớt là có nghĩa người ta nói là nó bị hết nhiên liệu. Đang bay giữa chừng thì bị hết nhiên liệu, cho nên nó buộc phải đáp xuống khẩn cấp. Cái này chúng ta có thể thấy đây là cái lỗi rất lớn của người phi công. Bởi vì người phi công đã không, và những cái người mà chuẩn bị cho chiếc phi cơ trước khi mà nó khởi hành. Bởi vì quý vị, chúng ta đều biết rằng là mỗi khi một cái phi cơ nó khởi hành, và cũng như quý vị đã đi những cái phi cơ phổ thông đó, thì quý vị biết rằng là cái việc mà kiểm tra nó, những cái nhiên liệu rồi những cái vấn đề trước khi mà chiếc phi cơ khởi hành là vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Bởi vì nếu như mà những cái người kỹ thuật viên mà người ta không có kiểm tra nó một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng, và nó có bất kỳ một cái vấn đề nào, thì trong quá trình mà bay thì nó sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của cả một cái phi hành đoàn và tất cả hành khách. Thì chiếc phi cơ này nó bị hết nhiên liệu và nó buộc phải đáp khẩn cấp. Nhưng vì nó hết nhiên liệu cho nên quá trình nó đáp khẩn cấp có thể đã khiến cho nó bị rơi. Đúng rồi. Và va đập rất là mạnh xuống mặt đất, khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Hiện nay chúng tôi chưa biết chính xác cái con số, theo cái kiểu này thì chúng ta biết là cái số người thiệt mạng nó sẽ vẫn còn tăng lên. Và những cái người bị trong tình trạng nguy kịch là bao nhiêu, những người bị thương nặng, thương nhẹ là bao nhiêu thì chúng tôi chưa nắm được thông tin, bởi vì nó còn rất là mới mẻ. Nhưng mà được biết là cái phi cơ này đó, nó rơi xuống cái khu vực là thành phố Lviv thuộc miền Tây của Ukraine vì hết nhiên liệu giữa cái đường hành trình của nó. Và được biết là cái chuyến bay này là nó sẽ đi từ cái khu vực tại Ukraine này sang Tây Ban Nha. Và cái dòng phi cơ này nó là phi cơ AN-12. Đây là một cái phi cơ, thưa quý vị, là nó rất là cổ rồi. Cũ lắm rồi. Cổ lắm rồi, cũ rồi. Và nó là thuộc từ cái gọi là cái loại phi cơ vận tải hạng trung, và nó có sử dụng là 4 động cơ cánh quạt, và phiên bản đây là phiên bản quân sự của phi cơ chở khách Antonov AN-10 của Nga. Và nó được chế tạo tại cái khu vực là Irkutsk. Và nó thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đó, thưa quý vị, là vào ngày 16 tháng 12 năm 1957. Từ lâu lắm rồi. Và từ khi chính thức nó được giới thiệu là vào năm 1959, thì sau đó là Ukraine đã thừa hưởng lại, người ta dùng cái từ là thừa hưởng lại cái dòng phi cơ này từ Nga và từ Liên Xô cũ vậy. Và sau đó thì từ đó trở đi thì Ukraine là sử dụng cái dòng phi cơ này cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta cũng được biết là cái phi cơ nó rớt là hết nhiên liệu, và đây là một chiếc phi cơ đã quá cũ. Rất là vô lý quý vị, vì thường thường vì những lỗi kỹ thuật, chứ vì hết nhiên liệu thì là tức là xăng, mà vô lý là. Anh có nhớ là có một cái vụ, thưa quý vị, là cũng phi cơ cũng hết nhiên liệu mà rất là thảm khốc. Là cách đây hình như là 2 năm, có một cái đoàn mà chơi banh túc cầu thao đó. Hình Linh Anh nhớ là của Brazil hay sao đó. Thực ra cũng không nhớ, vì không nhớ chính xác những cái chi tiết, nhưng đúng đã rồi, lâu Brazil rồi, cách đây 2 năm, Brazil. Cả một cái nhóm mà những cái cầu thủ mà xuất sắc nhất của cái đội tuyển quốc gia, thưa quý vị, hình như là mười mấy 20 người đó, cùng lên một cái chuyến phi cơ để đi thi đấu. Thi đấu mang tính chất quốc gia là international. Thì
trong cái nhóm này khi mà họ đi lên cái phi cơ đó để bay tới cái khu cái thành phố để thi đấu, thì khi gần tới nơi thì những người phi công phát hiện ra là hết nhiên liệu. Thì người phi công mới báo xuống cái trung tâm điều khiển là please help me. Đó, người ta nói đó là phi cơ hết nhiên liệu rồi, tôi cần phải đáp xuống ngay lập tức. Thì cái người ở trung tâm điều khiển nói rằng là anh không thể đáp xuống ngay lúc này được, bởi vì dưới này là đầy những phi cơ rồi, và có vẫn còn những phi cơ tiếp tục đáp xuống theo lịch trình, anh không thể xuống lúc này được. Người phi công đã xin đáp xuống rất nhiều lần nhưng phía trung tâm điều khiển không cho, bởi vì với cái viện cái lý do là có quá đông đảo cái traffic, cái giao thông tại khu vực đó mà không cho anh kia đáp xuống. Thì cái người phi công phải bay vòng vòng như thế này trong vòng tiếp tục hình như là 1 giờ đồng hồ nữa, cho tới khi nó cạn và vẫn không đáp được, không được đáp xuống, và họ bị rơi thẳng xuống đất. Và thưa quý vị, là khi mà cái phi cơ đó nó rơi xuống đất thì hầu hết là tất cả những cái cầu thủ mà rất là tinh nhuệ của quốc gia đều tử nạn. Đúng rồi. Chỉ có người ta nói là 2 người trong đó là thoát chết, nhưng mà trong tình trạng nguy kịch, là 2 người đều là thành viên phi hành đoàn. Thì họ có chia sẻ sau cái vụ việc rất là thảm khốc đó, cái anh đó nói rằng anh thoát chết là vì anh ấy đã sử dụng đúng cái lời khuyến cáo của hàng không, là anh ấy đã đưa tay lên đầu và ngồi chúi xuống đó, thưa quý vị, cái mà chúng ta trong cái tình trạng khẩn cấp đó. Thì anh nói là đó là cách duy nhất mà anh ấy đã làm, và cũng may mắn là anh ấy thoát chết. Và thưa quý vị, cái máy bay này họ nói là 4 động cơ, quý vị cũng hiểu đó, đã biến mất khỏi cái màn ảnh radar từ lúc 7:10 cái giờ địa phương local time. Đó, thì sau đó thì crash cách chỉ có cỡ 1 mile thôi, cách 1 dặm thôi, cách cái phi trường, có nghĩa là mới bay được cái chút thôi, và rất may là nó không có bùng cháy đó, nó không có thành biển lửa thành ra. Nhưng mà dĩ nhiên là nhân cái vụ vừa rồi Liên Nga nói, thì mình thấy là cái cách làm việc đó, Liên Nga, có thể là những cái nước như vậy đó, hay là ngay cả những nước không có tiến bộ lắm như Brazil, họ không có đặt nặng cái vấn đề an phi, có nghĩa là kiểm soát an toàn trước khi bay. Cái thủ tục đó đối với Mỹ rất là kỹ lưỡng, cho phép, chứ không phải là khi mà chúng ta tự nhiên máy bay xuống là họ phải đưa vô, họ coi lại hết, dù là chuyến bay ngắn dài. Cái thủ tục đối với Hoa Kỳ và các nước tân tiến chúng tôi thấy là rất là kỹ, có thể đó cũng là một lý do mà họ không quan tâm lắm với những cái nước này. Thành ra nó rớt những cái rất là vô lý, tự nhiên hết xăng mà để rớt máy bay mà phải stop khẩn cấp. Đúng là đó, anh thấy nó vô lý quá. Là cái chỗ là người ta đã xin để đáp xuống bởi vì trong tình trạng khẩn cấp là hết nhiên liệu, mà cái sau đó thưa quý vị, là khi mà cảnh sát họ bắt đó, là họ bắt cái người mà ngồi ở dưới cái trung tâm điều khiển, bởi vì cái kẻ ở trung tâm điều khiển không cho phi công đáp xuống chính là cái người mà gây ra cái vụ mà rơi phi cơ thảm khốc đó. Tại vì với cái tư cách của một người mà kiểm soát không lưu, thì khi mà biết là trong cái lúc tình trạng nó đông đảo traffic, nhưng mà anh phải biết dừng những cái traffic khác để mà anh sắp xếp anh giải cứu cái tánh mạng cho những cái người mà đang gặp nạn kia. Và đặc biệt là những người gặp nạn đó, thưa quý vị, là 20 mấy cầu thủ tinh nhuệ để đi thi đấu cho một cái quốc gia. Trên đó là một cái vụ việc mà rất là thảm khốc, và Linh Nga cũng nhớ mãi về cái liên quan đến vấn đề là tai nạn hàng không. Cùng đó, anh có nhớ cái vụ mà MH17 mà bị bắn rơi tại Ukraine? Đó, cái vụ đó. Cái vụ mà đến bây giờ thì nó vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhưng quý vị cũng nhớ rằng là khi mà cái chiếc phi cơ MH17 của Mã Lai Á đó, nó bay qua vùng trời của Ukraine, mà thưa quý vị, trên cái phi cơ đó là có 3 người Việt Nam. Đúng rồi. Là 3 mẹ con, một người phụ nữ hơn 30 tuổi và 2 người con trai của cô là đi từ một cái quốc gia khác tại cô sinh sống là ngoại quốc để trở về Việt Nam trong cái hành trình đó. Thì cũng rất là không may mắn rằng là họ đã đi trên cái chuyến bay đó. Và thưa quý vị, cái MH17 khi nó bay qua cái lãnh địa của Ukraine thì nó đã bị bắn bằng hỏa tiễn, và bị bắn vào chính giữa cái phi cơ luôn, thưa anh. Người ta nói đó, nó rơi ra một nửa và đúng, nó rơi xuống đất. Đúng rồi, Liên Nga, người ta nói cái vụ đó là thực ra biết rõ rồi đó, là chính cái dân quân ở đó mà thân Nga đó, tại vì quý vị hiểu là Ukraine có một cái nhóm phiến loạn mà do Nga hỗ trợ, nó bắn chứ không ai hết, nhưng mà họ vẫn giờ này họ vẫn chối cho nên cuộc điều tra, chứ còn họ nói là với họ coi những cái mảnh đạn, biết rằng là cái này chắc chắn là phải là hỏa tiễn của Liên Xô mới có, của Nga mới có đủ cái power để mà bắn cái đó. Thành ra, nhưng mà có điều là dĩ nhiên là về mặt công khai thì họ vẫn từ chối, họ vẫn nói là chúng tôi không có dính dáng. Nhưng mà lúc đó vì lúc đó chiến sự nó còn đang ồn ào đó, thành ra là xui cái máy bay lại bay ngang cái không phận đó. Đó thì có thể là họ vô tình họ bắn thôi, chứ chưa chắc họ đã cố ý, nhưng mà nó xui được trong cái không phận như vậy, cho nên cái vụ đó cũng là một cái tai nạn thảm khốc mà đến giờ này thì vẫn chưa có cuộc điều tra, nó vẫn cứ nhùng nhằng, chưa có kết luận chính thức là cái nhóm bắn là nhóm nào. Thực ra thì trong đó thì sau này thì người ta cũng đã bắt giữ 3 cái cựu đặc viên của người Nga.
bắt giữ và cáo buộc những cái người này là đã phạm cái tội đó, bởi vì nó đã làm khiến cho cái toàn bộ cái hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đó là 298 người, thưa quý vị, mà trong đó có rất là nhiều trẻ em sơ sanh. Và khi mà Linh Nga có coi cái thước phim sau khi cái vụ việc nó diễn ra, bởi vì nó rơi xuống một cái cánh đồng tại Ukraine và trong một buổi sáng sớm tinh sương, và cái người nông dân và người ta đi ở trên cánh đồng đó, người ta phát hiện ra, người ta dùng cái phone cầm tay, người ta thâu lại, sau đó cái hình ảnh phone cầm tay đó họ phát tán khắp nơi ở trên mạng, thì Linh Nga cũng đúng được rồi. Coi thì nó thảm khốc lắm, thưa quý vị, thấy nó rơi la liệt mà nó rơi theo nhiều dặm đường khắp mọi nơi, thấy cả những cái seat, cái ghế mà mình ngồi đó nó chỏng trơ, rồi những con búp bê, những con đo búp bê của em bé, rồi những cái passport, những cái suitcase, những cái bộ trang phục, những cái đồ chơi toys của trẻ em. Nếu mà chúng ta coi, thưa quý vị, thì chúng ta phải rơi lệ khi nhìn đến những cái hình ảnh đó. Và cái vụ việc đó thì đó nó cũng đã gây chấn động toàn cầu trong suốt cả năm trời. Nhưng mà tại vì mình muốn là nếu mà cuộc điều tra kết thúc, ít ra là các nạn nhân có được đền bù gì không, cái vấn đề đó nữa. Mặc dù là cái chuyện chết thì không đòi lại được, nhưng mà ít ra là gia đình nạn nhân có thể được đền bù, cho nên cái vụ để điều tra mình không biết là bây giờ nó kết thúc như thế nào chưa đó cho các nạn nhân. Thì thưa quý vị, là cũng được biết là cái vụ việc đó thì họ cũng đã bắt giữ một số cái người, nhưng mà đó là thân Nga hết. Và rõ ràng là người ta đã có những cái bằng chứng rất là cụ thể về vấn đề là việc là Nga đã có dính dáng tới cái vụ việc này. Nhưng phía Nga thì họ vẫn lên tiếng phản đối và họ không có bao giờ thừa nhận cái chuyện đó. Còn về phía các nạn nhân thì chắc chắn là người ta cũng sẽ phải được cái đền bù chứ anh. Đặc biệt là trước hết là cái vấn đề đền bù là phía hàng không phải đền bù cho họ đã. Đúng, khá, rồi, vâng, khá, rồi sau khá đó, lớn, vâng, cái số. Thì cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện đền bù thì nó chỉ là một phần để đỡ đần cho gia đình của những cái người bị mất thân nhân thôi. Chứ thưa quý vị, những cái vụ việc thảm khốc đó thì chúng ta đều biết rằng đó là những cái cơn ác mộng cho bất kỳ người nào hay gia đình nào mà phải đón nhận cả.